Mùa mưa bão đang đến gần, đòi hỏi các công trình dự án thủy lợi cần phải đẩy nhanh tiến độ đưa vào sử dụng đúng kế hoạch. Với gần 40 công trình thủy lợi đang triển khai thi công trên địa bàn, chủ đầu tư các công trình đang đôn đốc các nhà thầu khắc phục mọi khó khăn, huy động nhân lực, vật lực sớm đưa các công trình thủy lợi vào sử dụng đúng kế hoạch. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Dự án nâng cấp tuyến đê sông Thiệu Hóa, huyện Phú Vang có chiều dài hai bờ hơn 12 km, tổng mức đầu tư hơn 140 tỷ đồng. Về tiến độ thi công, cả hạng mục vượt lũ đã thi công cơ bản hoàn thành, đảm bảo yêu cầu phòng chống lũ trong năm 2023. Nhưng ngày nay, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, đơn vị nhà thầu đang tập trung phương tiện, nhân lực, rút ngắn thời gian thi công, đồng thời xây dựng các phương án phòng chống lũ bão nhằm đảm bảo an toàn cho công trình khi có sự cố xảy ra. Đơn vị cũng đã có cái phương án dự phòng và phương án thi công để vượt bão, tức là nhà thầu sẽ thi công theo phương thức cuốn chiếu, tức là làm đến đâu hoàn thiện đến đấy để không ảnh hưởng đến mưa bão. Và trong thời gian mưa bão thì đơn vị có thể thi công một số hạng mục ở Bãi Đúc. Một hệ thống công trình thủy lợi khác đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ là dự án xử lý sạt lở bờ biển đoạn qua xã Phú Thuận, xã Phú Hải, huyện Phú Vang. Được triển khai ngày 30 tháng 4 năm 2023, đến nay tổng khối lượng xây lắp của dự án đạt khoảng 55%. Hiện các nhà thầu thi công đã huy động tối đa nguồn nhân lực cũng như mọi phương tiện, triển khai nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, phấn đấu hoàn thành và đưa vào sử dụng trước 26 tháng 12 năm 2023. Nhà thầu tăng cường cái nhân lực thiết bị lên gấp 1,5 lần so với kế hoạch ban đầu để làm sao đẩy nhanh tất cả các công tác thi công, cố gắng làm sao là đến 30 tháng 9 là hoàn thiện cơ bản những hạng mục chính của phần đê ngầm. Thì khi đó là trong quá trình mưa bão thì sẽ không bị ảnh hưởng nhiều về quá trình thi công. Còn cái phương án phòng chống bão lụt thì nhà thầu đã xây dựng cái biện pháp phòng chống bão lụt gửi lên các cơ quan ban ngành để phê duyệt chấp thuận và cũng tương tác với cảng vụ chỗ Thuận An đã có định hướng di chuyển các thiết bị trong mùa mưa bão. Theo Chi cục Thủy lợi Thừa Thiên Huế, toàn tỉnh hiện có 39 công trình thủy lợi đang triển khai thi công. Để đảm bảo an toàn công trình khi mùa mưa đang đến, các chủ đầu tư đã chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, các điểm xung yếu. Với cái mục tiêu là sớm đưa các công trình đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả đầu tư, thì ngay từ đầu năm chúng tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị quyết liệt triển khai thi công, đặc biệt là tranh thủ cái thời tiết thuận lợi như thế này để sớm đưa công trình vào sử dụng. Và về cái diễn biến bất thường của thời tiết hiện nay thì chúng tôi cũng sẽ xây dựng các phương án phòng chống thiên tai cho tất cả các công trình với phương châm là bốn tại chỗ, chuẩn bị và huy động tất cả các phương tiện, vật tư, vật liệu và con người, giao nhiệm vụ đến từng ban chỉ huy để kịp thời ứng phó khi có mưa bão xảy ra. Với các công trình, đặc biệt là các công trình đặc thù của thủy lợi thì ảnh hưởng với mưa bão rất nhiều, cho nên chúng tôi cũng quyết tâm tất cả các công trình đến khoảng 30 tháng 9 này là hoàn thành dứt điểm các điểm dừng kỹ thuật. Mùa mưa bão 2023 đang đến gần, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã có công văn gửi các địa phương đơn vị tăng cường chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung thực hiện các hạng mục công trình đảm bảo yêu cầu chống lũ, chất lượng, tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật để kịp thời đưa vào phục vụ công tác phòng chống lũ bão, xây dựng phê duyệt và triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ. Cùng với đó, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm bốn tại chỗ để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.